Xin chào các bạn, trong video này Quốc Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách fix một cái tài khoản Google AdMob khi các bạn login vào trong một cái browser. Đặc biệt nhất là đây mình hướng dẫn cho các bạn cách fix cái bug, cái lỗi về nó không hiển thị payment ở trong cái trang payment ha. Khi các bạn login một cái tài khoản Google AdMob vào trong một cái browser Firefox, thì các bạn khi các bạn vào trong phần payment này mà bạn xem không có mở không ra ha, cứ F5 như thế này nó không ra được cái thông tin payment thì các bạn phải làm sao? Trong phần này mình sẽ hướng dẫn cho bạn làm sao mở cái tất cả những cái chỉ số payment nó ra, và mình có thể là điền lại những cái thông tin về ngân hàng ha, vân vân. Đây là cái phần này đặc biệt nhất là những bạn nào mà mua tài khoản đúng không? Thì các bạn login vào đó, thì nó không có. Bây giờ các bạn vào ở trong cái phần ba cái dấu gạch ở phía trên ở bên phải ha, mình ở màn hình này. Các bạn click vào trong menu này của Firefox, rồi sau đó là các bạn chọn phần cài đặt ha. Trong cái phần cài đặt này các bạn click vào cái phần riêng tư và bảo mật. Trong cái phần riêng tư bảo mật này thì bạn kéo xuống và chọn là tích vào cái là tùy chỉnh ha. Thì trong phần tùy chỉnh này thì các bạn chọn cho mình là tắt cái cookie này đi. Vậy là sau đó là xong, mình lưu lại ha. Đấy, sau khi xong rồi thì mình nhấn F5 ha. Thì sau đó là mình tắt cái phần setting này đi và mình F5 lại. F5 cái phần payment này chắc chắn nó sẽ hiển thị ra cái thông tin. Đấy, thì như vậy là trong cái phần này nó đã hiển thị ra cái thông tin payment rồi. Thì bây giờ mình sẽ vào trong cái phần Manager Payment Methods và mình sẽ cập nhật lại cái thông tin thanh toán, thông tin nhận tiền của mình ha. Đấy, thì trong phần cập nhật này thì các bạn chọn là phần Add Payment Method này thôi, và các bạn điền lại cái thông tin ha của ngân hàng. Màn nó lót hơi chậm. Sau khi cái phần điền thông tin này thì mình có thể là chọn cho mình một cái phương thức thanh toán ha. Ví dụ mình chọn phần Change for Detail này thì mình sẽ nhập cái phần ID option này là mình không điền nha. Thì đến cái phần tên ngân hàng này, mình đặt tên ngân hàng này, ngân hàng của mình này ha. Và switch code, ví dụ switch code của Việt Combank bao nhiêu thì các bạn điền cái số tên ngân hàng của mình vào đây thôi. Đấy, sau đó mình nếu mà các bạn sử dụng cái tài khoản này là một cái tài khoản phương thức thanh toán chính thì các bạn tích vào cái phần set as prime, gọi là thiết đặt cái phương thức thanh toán chính ở trong tài khoản Google AdMob. Đấy, thì như vậy là các bạn đã xong rồi ha. Mình sẽ ra lại cái phần payment mình này ha. Mình cancel. Đấy, thì như vậy là hiện tại là cái phương thức thanh toán payment này là chính ha. Mình chưa thay đổi. Ok, chào tạm biệt các bạn.